Vậy là thầy sẽ làm cái bài thứ hai, tức là thầy viết lại cái ý tưởng của cái bài này, tức là nhập nhập ba số tùy ý. Sau đó set và in ra thông báo cho biết số lớn nhất trong ba số. Thì cái bước đầu tiên thì cũng giống bình thường thôi. Bước đầu tiên ấy, thì mình gọi là bước không, đúng không? Bước không. Bước thứ không ở đây trước là mình khai báo. Khai báo ha, mình gọi là khai báo biến, khai báo biến bữa nay sao từ có sai hoài. Và đối tượng hỗ trợ nhập dữ liệu thì viết như thế này để các bạn nhớ ha. Thế thì khi mà khai báo xong ấy thì thường thường nó cũng sẽ cảnh báo được ha, cảnh báo thì 7 sao, cho nên chỗ này mình thấy cái bóng đèn à chỉ vào nó kêu the value of the local variable A, A là biến A của mình, biến A của mình ha. Is not used, tức là gì? Ông khai báo này mà ông không dùng, cho nên nó nhắc mình. Thì điều này hiển nhiên tại vì tôi đã viết đến đâu, tôi đang khai báo mà, đúng không? Thì nó cảnh báo cái điều này tốt nha các bạn. Chỉ cái idea nó cảnh báo để mình biết, để mình nếu mà có lãng phí thì mình bỏ đi các bạn. Giống kiểu như mình đi mình mua mấy bộ quần áo về mà mình không mặc, mình cứ đem mình cất vào trong tủ, đúng không? Lãng phí, phí tiền đúng không? Đó, thì đây nó cũng cảnh báo cho mình biết. Bộ nhớ quý lắm nha, khai báo mong dùng á, là nhắc đúng không? Đó. Bước 1 ở đây là input, tức là nhập dữ liệu ha. Đây thầy không viết nữa, gõ nhiều quá thì nó mất thời gian của mọi người, thầy chỉ viết input thôi. Như vậy nhập A, như vậy chỗ này mình ship out đúng không? Đó. Ở chỗ này thì tôi đưa thông báo là hãy nhập số thứ nhất. Đó. Ở chỗ này thì tôi A sẽ bằng nhập dữ liệu chấm next in đúng nhỉ? Đó, next in nhập. Thế tương tự với hai thằng còn lại thì tôi cũng hãy nhập số thứ hai đúng không? Ở đây là B sẽ bằng nhập dữ liệu chấm next in. Đó. Được ha. Và C sẽ bằng quên system sheet out được ha. Và chỗ này thì hơi lười quá, số thứ ba cho nó nhanh đúng không? Và chỗ này thì C sẽ bằng nhập dữ liệu chấm next in. Đó. Như vậy là nhập xong rồi đó. Mục đích của những cái chỗ mình có system, bản chất chỗ này nhập thì chỉ có mỗi cái lệnh này hoặc lệnh này hoặc là lệnh này thôi. Thế nhưng mà tại sao phải có system chấm out chấm print là để mình nhắc cho người ta biết là người ta cần phải làm gì vào lúc đó, đúng không? Đó. Nghe nhập xong rồi, đây chính là cái phần mà hình hình bình hành trên lưu đồ mà các bạn vẽ. Đó. Thế rồi bước thứ hai là process, tức là mình process đúng không? Tức là mình xử lý. Ở đây mình xử lý như nào? Hồi nãy các bạn có nhiều bạn viết như này, nếu ha, nếu mà A mà lớn hơn B và A lớn hơn C, nếu thỏa mãn thì in ra A là lớn nhất, số lớn nhất là A, đúng chứ không sai nha, đúng ha. Thế rồi có bạn nếu ha, nếu mà B lớn hơn A và B lớn hơn C thì mình cũng số lớn nhất là B đúng không? Rồi lại nếu C mà lớn hơn A và C lớn hơn B thì số lớn nhất chính là số C, là C. Viết đúng không sai. Hoặc là như vậy, hoặc là có bạn viết như thế này, có bạn viết theo kiểu logic đúng không? Nếu như A lớn hơn B, đó. Nãy thầy có thấy có một số bạn viết kiểu này, nếu A lớn B thì mình xét tiếp, nếu mà
B. Bây giờ là chắc chắn là A lớn B rồi đúng không? Nếu mà A lớn hơn C nữa. Nhớ chỗ này phải có ngoặc này các bạn. Thì số lớn nhất chính là A đúng không? Ngược lại L. Thì mình sẽ gì đó ha, tức là bạn viết theo kiểu viết như vậy là viết theo kiểu lùng cấp cũng đúng, nhưng mà dễ bị nhầm, có nguy cơ bị lọt khe đúng không? Các cách này các bạn viết và lúc nãy đã test thì thấy rằng là đều đúng. Có một bạn thì sai vì cái trường hợp mà L mình không có L mà mình đi mình xuống bên dưới là mặc nhiên mình sau cái if đấy thì mình có một cái lệnh mắc bằng B đó, thì trong trường hợp đấy thì nó bị lọt lọt tình huống, cho nên nó dẫn đến cái chuyện là thầy nhập cái số B mà nhỏ hơn số A nó vẫn ra được đúng không? Nó vẫn ra số lớn nhất. C mà nhỏ hơn B nữa thì trong tình huống nó bị lọt khe. Đó. Ở đây thầy muốn giới thiệu với các bạn cái cách một cái cách cái phương pháp này, cái process trong trường hợp set này. Sau này cũng dùng khá nhiều nha các bạn, cái phương pháp này tức là giả định tình huống. Giả định ha, tức giả thiết rằng nó là đúng. Sau đó là sửa sai. Nếu có sai, nếu giả định của mình nếu mình giả định là không đúng thì lúc đấy mình sẽ điều chỉnh. Thì cái giải pháp này nó sẽ người ta sẽ làm như thế nào? Mình khai báo một cái biến trung gian là biến mắc. Tôi giả thiết A là lớn nhất. Và đương nhiên giả thiết của tôi có thể đúng, có thể sai. Đúng không? Nhưng mà tôi cứ xem cái số đầu tiên là số lớn nhất. Sau đó tôi xét nếu đã gọi tôi cho nó là lớn nhất mà nó còn nhỏ hơn số khác, tức là cái giả định đấy của tôi không đúng và tôi sửa sai bằng cách tôi quy định cái số đó mới là số lớn nhất. Vậy nếu như đã gọi là mắc rồi mà mắc còn nhỏ hơn B, có nghĩa là tôi giả thiết sai, đúng không? Thì tôi sẽ gán mắc chính là B. Đó. Như vậy sau hai lệnh này thì chắc chắn tôi sẽ biết giữa A và B thằng nào lớn nhất. Đồng ý không? Đó. Bây giờ đến chỗ này rồi thì chỉ còn phân vân giữa cần kiểm chứng mỗi thằng mắc thằng số lớn nhất tại thời điểm này với thằng cuối cùng là thằng C thôi. Trên chỗ này mình nếu ha, nếu mắc đã gọi là mắc mà còn đi nhỏ hơn C nữa thì có nghĩa là lại phải sửa tiếp ha, tức là mắc chính là C chứ không phải là mấy thằng kia, mắc chính là C đó. Thì cái giải thoát này nó đơn giản hơn các bạn, đây cũng là một giải thoát nha các bạn. Cái giải thoát này giả định ban đầu tôi giả định mắc A là mắc, A là lớn nhất. Sau đó tôi kiểm chứng liệu là cái giả định của tôi đúng hay không bằng cách tôi so nó với một số trong hai số còn lại. Nếu như mà nó nhỏ hơn có nghĩa giả định sai thì tôi định lại. À vậy thì B mới là lớn nhất, đúng không? Đó, thì nó cái cách này nó so sánh rời rạc nhưng mà nó đảm bảo là không bị hụt. Đó. Và cuối cùng thì cái bước thứ ba tức là output. Đúng không? Ở đây thì mình sys out, mình in ra thôi, số lớn nhất nhất ha, là thì đây chính là mắc đúng không? Thì hồi nãy thầy thấy lớp mình cũng có một bạn viết theo cái lối viết này, đây là cái phương pháp này các bạn biết nó ứng dụng nhiều nha. Ví dụ như là các bạn chưa thấy cái trường hợp này nào. Những cái cách của những bạn khác làm đúng ấy, nhưng mà có một cái nhược điểm, tức là nếu như tăng số biến thì độ phức tạp trở nên phức tạp. Đây thầy dùng ba biến nha, tức là thầy cho ba số ABC. Nếu bây giờ thầy nói các bạn viết với trường hợp 10 số là mình viết đứng hình luôn đó, đúng không? 10 số mà mình if else kiểu đấy là mệt luôn. Thế mà trong thực tế cái bài toán mà các bạn thấy rằng là trong một trường học ấy, sau một kỳ người ta in ra, ví dụ in ra danh sách của bạn có điểm trung bình cao nhất khóa, thế thì mà trường của mình có tất cả 2.000 người mà tìm ra cái đứa mà điểm trung bình là tức là 2.000 người là tương đương với 2.000 biến ấy, mà viết theo kiểu đấy là coi như xong phim đúng không? Sẽ không viết được, tại vì độ phức tạp càng lúc nó càng phình theo, cái giải thuật đấy không tốt. Cái với cái cách mà giả định và cứ xét với từng cứ quá trình cứ tìm từng thằng để xét và giả định và sửa sai như thế này ấy, người ta áp dụng cho trường hợp tìm cái số lớn nhất trong một tập có n phần tử và n phần tử lớn để người ta chạy cho nó đơn giản, đúng không? Đây là cái cách, cái phương pháp này gọi là phương pháp giả định. Giả định và mình điều chỉnh lại cái giả định này nếu như bị sai, đúng không? Đấy, sửa sai. Bây giờ nhập thử nào, phải nhập ba trường hợp nha. Phải nhập trường hợp thứ nhất
Thứ nhất là tôi nhập vào số này là 100. Số A là nhỏ nhất, B lớn nhất ha, tức là 300. Số này là 200. Thì nó vẫn tìm ra số 300 là lớn nhất. Bây giờ tôi nhập tiếp một cái trường hợp nữa là số này là 300, số này là 200, số này là 500, nó vẫn tìm ra thằng 5. Thì mình thấy là ban đầu nó chạy giả thiết lớn nhất là 300. Thế sau đây là nó kiểm tra giả định với số B, số kế tiếp, tức là 300 có nhỏ hơn 200 không? Không. Cho nên nó tiếp tục kiểm tra với thằng còn lại. 300 có nhỏ hơn 500 không? Có, tức là giả định của tôi sai. Tôi ghi nhận lại à, thằng 500 mới là lớn nhất. Cuối cùng nó in ra. Được ha? Thì mình nhớ nha. Và cái việc mà viết thì mình nhớ, đây là những lệnh, tất cả những lệnh này thuộc cái hàm men, cho nên nó sâu hơn à các bạn. Thằng hàm men nó nằm đây thì những lệnh thuộc hàm men này sâu hơn. Những lệnh này cung cấp nào, ở đây cái này nó thuộc cái if, bởi vì sao, chỉ khi nào cái if này thỏa mãn, biểu thức của điều kiện if này thỏa mãn thì thằng này mới thi hành, cho nên đây chính là lệnh thuộc cái if này. Cho nên chỗ này các bạn, cái lệnh mắc ở dòng 21 này đẩy sâu vô, lệnh này dòng 23 này đẩy sâu vô, bởi vì lệnh này chỉ thi hành khi cái này thỏa mãn thôi. Thì đây cũng chính là một lệnh của cái if này, đúng không? Cho nên là trong trường hợp đấy cái này bị thụt vô. Thụt vô thì các bạn nhớ bấm tab nha, bấm phím tab này, bấm tab. Chứ không phải nãy thì có một số các bạn có, thì không phải nha các bạn. Mình bấm tab đó. Có một vấn đề khi dùng cấu trúc ở đây, các bạn lúc nãy viết cũng đều đúng hết trong tình huống này. If mà mắc mà nhỏ hơn b thì mình mở ngoặc, đúng không? Sau đó mình viết. Cái tình huống này viết không sai, nhưng vì chỉ có một lệnh cho nên việc dùng này không cần. Bởi vì khái niệm tập lệnh là để mô tả rằng khi có nhiều hơn một lệnh, tức là từ hai lệnh trở đi, cùng thuộc cái cấu trúc này. Nếu như các bạn có một lệnh nữa ở đây thì lúc này bắt buộc phải có cái ngoặc này nha các bạn, bắt buộc phải có ngoặc này. Thế nhưng ở đây tôi chỉ có mỗi một lệnh thôi, cho nên đây không phải là tập lệnh, vì vậy không cần cái ngoặc này. Không cần. Đúng không? Đó. Cái điều này giống như này nè, giả sử có ai đó, mình học toán nhiều năm thì mình biết đúng không? Có ai đó mà viết như này thì mình thấy mắc cười này. Ví dụ 3 cộng với mở ngoặc 2 trừ đi 1 tất cả cộng với 5, đúng không? Thế thì mình thấy, ủa viết này tự nhiên có cái ngoặc này để làm gì? Không có ngoặc được không ạ? Không có ngoặc được không? Không cần đúng không? À, cái này thừa. Đấy, nếu mà viết cái kiểu ngoặc kia là rõ ràng là thừa. Cho nên cái này cũng vậy, không cần thì mình không viết. Nhớ nha, mặc dù mình viết thì không sai, vẫn đúng, nhưng mà nhìn vô thì nó, nói chung là nó không hay. Được ha? Vậy cái bài mà thầy hướng dẫn với các bạn về cái phần này, nhớ ha. Mình có câu hỏi gì không?